bao QRT cho anh chị luôn. Mua góp bên em á, thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Nếu mà anh chị nào mà có bảo hiểm của doanh nghiệp á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình gói cọc quạt gốc, lãi suất rất là ưu đãi nha. Bảo hiểm y tế đúng không? Dạ đúng rồi. Y tế chứ lỡ đâu anh mua anh đem bảo hiểm nhân thọ tới thì sao? Bảo hiểm y tế của doanh nghiệp nha. Xin chào quý anh chị đã quay lại với kênh YouTube Xe Máy Nhập Khẩu Anh Thư. Và trong clip này anh em tôi sẽ gửi tới quý anh chị cái giá xe của Winner V2, V3, GTR đó, cho quý anh chị tham khảo ha. Em biết kinh nữa, một cái dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và bây giờ thì trong cái clip này tôi sẽ nhường cho lời giới thiệu quý anh chị hết tất cả mọi thứ liên quan tới dòng xe ở đây. Thì đầu tiên em, ví dụ như anh là một người khách hàng, thì em sẽ giới thiệu cái mẫu này như thế nào cho anh đây. Cái này là Winner X phiên bản V3 2022 bên em nha. Nào, này màu xám bạc, xám đen nha. Xám đen. Dạ. Đây là màu nguyên bản vậy ha? Dạ, màu nguyên bản. Nguyên bản xám đen. Dạ. Còn cái này là phiên bản ABS của V3 nha, Winner X V3. Phiên bản ABS. ABS. Dạ, bên em đang có giá là 42.900. Dạ. Còn cái thông tin gì nữa mà nó hỗ trợ cho anh em trong cái Winner V3 này không? Anh chị ở xa bên em sẽ hỗ trợ giảm trực tiếp cho mình 1 triệu nha. Nếu muốn lấy tiền mặt thì lấy, không lấy em sẽ giảm trực tiếp vô xe cho mình. À, 43.900 giảm 1 triệu rồi còn 42.9 nha. Cái này mình có cần mua trả góp, mình cần trả trước không? Dạ. Cái này mà nếu mua V3 thì trả trước cho bên em tầm 5 triệu. Còn nếu mà mua V2 thì không cần trả trước luôn. Còn cái màu đỏ đen này thì sao? Màu đỏ đen này phiên bản CBS của V3 nha, 2022. Cái màu này bên em đang có giá là 41.900. Bao QRT cho anh chị luôn. Mua góp bên em á, thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Nếu mà anh chị nào mà có bảo hiểm của doanh nghiệp á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình gói cọc quạt gốc, lãi suất rất là ưu đãi nha. Bảo hiểm y tế đúng không? Dạ đúng rồi. Y tế chứ lỡ đâu anh mua anh đem bảo hiểm nhân thọ tới thì sao? Bảo hiểm y tế của doanh nghiệp nha. Cái này là cái màu trắng đen, Winner V3 nha. Mẫu cái này phiên bản CBS nè. Thì Winner thì bên em có đủ màu cho anh chị lựa chọn hết. Màu nào bên em cũng có hết. Cái này thì màu trắng đen. Này thì nguyên bản màu đen nhám ABS nha V3. Này quán đặc biệt ha. 42.900. 42.9. Dạ. Này là cũng bảo hành bảo dưỡng bảo hành bảo dưỡng máy. Cho mình là 3 năm. 3 năm. 30.000. Dạ. Ở này là có chìa khóa thông minh luôn ha. Smart key luôn. Smart key luôn. Dạ. Đặc biệt ha. Okay. Ở đây nó có cái màu đen nhám này, có nhắn hai cái đường viền màu vàng đồng mà nhìn nó rất là đẹp nha. Đó. Ví dụ như anh không thích cái màu đen, thích mua màu vàng đồng được không? Anh muốn sao thì bên em sẽ làm theo ý thích của khách hàng hết. Làm theo hết luôn ha. Đúng rồi. Cái bên em là con này con GTG nè, cái này xe nhập Indo nha. Này bên em đang có giá là 53.900 bao QRT cho mình luôn. Cái mẫu này giống như mẫu V1 Winner ha. Dạ, Winner mẫu cũ. Đầu Winner. Mình có mấy màu em? Một màu này thôi hả? Em còn có con màu này. Còn màu này. Một con này trả trước không bao nhiêu? Trả trước tầm 10 triệu là được. 10 triệu. Dạ. Hàng độc nên là trả trước nhiều ha. Dạ đúng rồi. Cái hàng xe nhập và trả trước nó hơi cao một xíu. Đó, đây là Winner V2. V2. V2 này bên em đang có giá là 40.900 nha. Cái đối này bản, là phiên bản ABS. ABS. Dạ, CBS của V2 là 39.500. Bao QRT cho mình luôn. Là không cần trả trước đúng không? Dạ đúng rồi, cái mẫu V2 thì không cần trả trước. Mà cái phiên bản này là mẫu đặc biệt nha. Mẫu phiên bản đặc biệt của V2. V2. Dạ. Đây là phiên bản ABS của V2 luôn. Màu xám xanh hả? Xám xanh đen hả? Thì con này ABS luôn thì giá bao nhiêu? 41 hả? 41.500. 41.5. Dạ. Đây là phiên bản HRC. Đúng ABS luôn. Đây là phiên bản HRC. Đường phố đúng không? Dạ đường đua. Thì giá của nó cao hơn hả? 43. 42. Cũng 41.500 mà. 41.500. Winner thì bây giờ hiện tại là giá của nó rất là xuống rất sâu quá, mỗi lần nó ra thì nó tới 50 năm mấy rồi. Dạ. Bên trong cũng là một cái dòng xe nhập khẩu phân khúc vào 150. Mở kinh. Mở kinh. Dạ, bên em mở kinh ở đây có 4 màu nha.
5 màu. Màu này là cái màu mẫu mới 2022 của Mệt Kinh nha. Mệt Kinh hiện tại thì giá của nó lên cao hơn so với hồi tuần trước. Cái này thì bữa nay nó lên là 47.500.000 nha. 47.500, tuần trước là 46.500 ha. Dạ. Khoảng 1 triệu. Được, 1 triệu. Triệu. Cái màu này Mệt Kinh em lên sơn 3D nha. Màu này bán đang rất là chạy. Đây màu xanh, ao lậu màu vàng đen trắng. Vàng đen. Này lên sơn 3D. Sơn 3D mình cộng thêm tiền ha. Mệt Kinh mẫu cũ. À hai cái màu xanh GB này khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là mẫu mới em mới về. À mẫu mới 2022, còn cái mẫu này là mẫu cũ hơn. Mẫu cũ. Thì giá của nó không bao nhiêu? Mẫu cũ thì nó rẻ hơn tầm 500 ngàn á. À, không 47 hả? Dạ 47. 47, con này là màu đen. Bạc đen. Bạc đen. Bạc đen Mệt Kinh. Còn 47 luôn ha? 47.900.000. À, còn cái mẫu này là mẫu gì mà nhìn lạ lạ vậy? Cái này phiên bản kỷ niệm 60 năm của Mệt Kinh nha anh. 60 năm thì có gì đặc biệt không? Nó có được cái tem nổi nè. Chứ nó có mấy cái đường nhắn này là nhìn nó bắt mắt hơn. Cái mâm cũng khác luôn ha. À, mâm màu vàng đồng. Màu vàng đồng. Cái mã màu sơn nó cũng khác luôn nè. Dạ. Logo. Logo cũng màu vàng luôn. Đó, cái màu vàng là nhìn màu đặc biệt, đó là kỷ niệm 60 năm em biết kinh. Dạ. Đây là cái mẫu kỷ niệm đặc biệt 60 năm từ Indo nhập về 150 luôn em ha. Đây 150 thì hiện tại cái giá của nó có cao hơn những cái mẫu còn lại không? Cái này là 48 triệu. Nó cao 48, hơn tầm 1 triệu. Dạ. Bên kia là 47 năm, cái này nó cao là 48 năm. 48 năm dạ. Là phiên bản kỷ niệm nó sẽ cao hơn một xíu. À. Còn mấy cái màu lên sơn thì cộng cho bên em tầm 1 triệu nha. Tất cả các dòng xe bên em mà nếu mà cái màu nào lên sơn thì đều cộng cho bên cửa hàng em thêm là 1 triệu. Triệu. Dạ. Thì đó là những cái mẫu xe phân khúc 150 con tay tại cửa hàng sản xuất tại Việt Nam cũng có, nhập khẩu cũng có. À, mình nhắc lại tên những cái dòng xe chẳng hạn như là mình có Winner V2, V3 được sản xuất tại Việt Nam, bảo hành bảo dưỡng 3 năm hoặc là 30.000 cây số tùy theo cái nào đến trước tại tất cả các đại lý Honda của Việt Nam. Ngoài ra thì có cái mẫu xe nhập khẩu như là GTR cũng từ Indo. Nó tương tự mẫu V1 của Winner tại Việt Nam và MX King cũng được nhập khẩu từ Indo 150. Đó, nó có những cái phiên bản như thế. Thì quý anh chị xem những cái mẫu xe nào phù hợp, thích cái màu nào, thích cái kiểu nào thì các anh chị cứ gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo trên hai số điện thoại để trên màn hình phần mô tả, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị cũng như là chuẩn bị xe trước cho quý anh chị, cho anh chị lên vì xem xe, mua xe, làm hồ sơ cho nó rất là nhanh gọn. Ngoài ra thì trả góp thì chắc cần chứng minh nhân dân, thẻ căn cước là đủ rồi em ha. Còn ngoài ra các anh chị mà bị những cái vấn đề về trả chậm, trả trễ trước đây thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị qua 6 hệ thống ngân hàng luôn. Nếu như anh chị ở xa thì mình khuyên các anh chị nên gửi trước chứng minh nhân dân hoặc căn cước qua bên cửa hàng để kiểm tra về cái hồ sơ nếu gì muốn trả góp. Rồi nếu như mà ok thì mình sẽ tới cửa hàng làm hồ sơ cho nó nhanh gọn em ha. Ngoài ra thì cái chương trình khuyến mãi vào tháng 5 và tháng 6 này có những cái phần quà thành trúng thưởng. Vào đầu tháng 6 sẽ quay cho quý anh chị. Những phần quà thì để ở phía bên trong kia rồi, có tủ lạnh này, có quạt hơi nước cao cấp nè. Đó là những cái phần quà. Thì quý anh chị tới cửa hàng ủng hộ và xem video nhớ like, share cùng những thông báo đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng sản phẩm nhập khẩu Anh Thư nha quý anh chị. Rất cảm ơn quý anh chị ạ.